Đó, ok. Rồi tiếp đến sau nhá. Thì hiện tại mình vẫn chưa hướng dẫn các bạn là làm nào để nó hiển thị được cái border như kiểu như này đúng không? Đây, border nhìn này, nhìn nhìn xịn xò không? Đấy, border như kiểu này. Thì ok, vào trong này. Thì bây giờ là đến đã xong cái bước là xong cái bước setup. Thì bây giờ đến cái bước là luôn là cái set cái sự kiện click ấy. Đấy. Thì bây giờ nhá. Ở trong các bạn vào trong ảnh after cho mình. Trong này các bạn mình sẽ tạo ra biến là biến chọn nó có kiểu là int và cho nó bằng không thì có nghĩa coi như là cái thằng đầu tiên ấy cái thằng đầu tiên ấy sẽ là thằng chọn đấy sẽ là thằng chọn và ở đây nhá thì ở đây mình sẽ kiểm tra nếu như cái thằng chọn mà nó bằng bằng cái thằng position đấy thì sao có nghĩa là cái thằng chọn đấy bằng cái thằng bằng bằng cái position là cái nó chuẩn bị đẩy ảnh lên đấy đẩy ảnh lên cho các bạn đấy bởi vì nó sẽ đẩy ảnh lên theo các vị trí ấy. Vị trí từ 0 1 2 3 4 này 5 6 7 8 9 đấy thì cái thằng chọn bằng position này thì mình sẽ gọi cái img image của mình ra chấm set background background các bạn chọn cho mình background gì suộc nhá bạn gõ cho mình r chấm drawable chấm v các bạn gọi chữ v trước đi video đấy thì như lúc ban đầu mình có hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ copy cho các bạn hai cái thằng này là hai cái file background à đấy nó chính là cái file background chọn đấy đấy một thằng là chọn một thằng không chọn đấy nếu như nó là chọn đấy thì sẽ xét được cái background hình tròn kiểu hình bo kiểu này còn nếu không thì img của mình sẽ chấm set background resource r chấm drawable chấm video bg đó một thằng hai khác nhau nhá thằng là chọn là bgs thằng này là bg thôi sau đó bấm run để cái phần này như kiểu làm đẹp ấy mà ủa lên chưa em chạy chưa em sao anh không thấy khác gì vậy? Thằng này không thấy khác à? Tại sao? Bởi vì cái ảnh nó che mất cái background của mình rồi. Đấy, còn thằng này thì ảnh của nó chưa che mất này. Đấy, những cái thằng này chưa che mất này. Đấy, nó đều mặc định là thằng số 0 mà. Đấy. Thì các bạn vào trong cái file item ảnh của mình nhá. Các bạn set cho mình thêm cái một cái thằng này là thằng thuộc tính nữa là padding. Các bạn để cho mình là khoảng tầm 6 dp thôi. Đấy, 6 dp. Thì nó lúc nào sẽ co cái ảnh của các bạn lại nhỏ lại để nó không che mất cái phần background nữa đấy như các bạn nhìn thấy chưa đấy thì hiện tại là nó đang như thế này rồi ok chưa rồi này đấy tiếp đến xong nhé bây giờ đơn giản lắm thì bây giờ nhá bây giờ lại mình bước tiếp theo nữa này bây giờ xét sự kiện cho cái git view này kiểu gì ví dụ kickway thì đương nhiên là cái thằng đỏ ai nó sẽ khác đúng không đấy thì các bạn sang cho mình nhá sang cho mình đây sang cho mình main main activity đấy sang cho mình cái main main activity à không ở bên ảnh ở đây em thơ đây sorry các bạn các bạn public cho mình thêm một cái thằng nữa public void tạo ra một hàm nữa là hàm update 2 chẳng update chọn update chọn đấy truyền vào cho nó một biến in là biến chọn và sau đấy xong nhá ở đây này các bạn gọi cho mình tiếp là cái thằng lâu gọi cho mình tiếp là cái thằng git chấm chọn bằng cái biến chọn mà mình truyền vào và gọi cho mình cái notify transact để nó update lại sau khi đấy xong ở bên main activity này đây quan trọng này ở trong hàm set click cái thằng git view các bạn gọi git view chọn item chấm set on item click listener của mình sẽ cài cái sự kiện kích vào từng item một cho nó
bạn gõ lưu cam trong cách chọn cho mình cái after view on item click listener enter, và mình sẽ gọi cái thằng ảnh after của mình ra chấm đấy, chấm gì thì chấm gì thì bây giờ mình sẽ biết này, chấm update 2 hoặc là update gì, update chọn nhưng mà update gì, và chuyển cho nó cái position. Cái position đây nghĩa là gì? Có nghĩa là cái vị trí mà cái item mà các bạn kích vào ấy. Đấy, thì lúc này nhá, nó sẽ update lại cái vị trí cái sự lựa chọn này, và nó sẽ update lại cái hiển thị trên màn hình. Đó, rồi mình sang bên này nhá, mình bấm này. Đó, các bạn nhìn chưa? Đó, ok chưa? Đó. Kích sang bên này. Đấy, màu xanh này. Đấy. Ô nhưng có gì sai sai không?